là chạy giặc á, là bả đem người con nó là có như xuống hầm trốn giặc, mà bây giờ khóc quá trời quá, cái dân người ta trốn xuống hầm đông quá, cái người ta kêu bả giờ giết đứa nhỏ chứ để á, là chết hết cả hầm. Cái bả sợ quá, bả bóp mũi bà chị, bóp mũi để cho chết mà bóp lại không chết. Xong cái đêm đó chịu trận, đêm đó cái sáng lên bà ráng ôm đứa nhỏ người người chị đó lên trên trên chùa. Chùa đó là cái chùa Ni Cô không mà bà gửi, bà nói bà gửi là chạy giặc xong bao nhiêu ngày thì chừng nào hết giặc là bây giờ mới nhận đứa con lại. Thì bà gửi xong 3 ngày á, bà nhớ quá bà lên đó thì cái người chị đó là còn ngồi trong chùa, mà mấy bà Ni Cô bà không cho xin lại, bà kêu bây giờ giặc giả chiến tranh như vậy á, còn về làm sao được, không cho cái đuổi bà già về, không cho bà già nhận lại, thế là bà già đi về thì không biết là thời gian chạy không lâu thì bà không nhớ nữa, bây giờ bà già lắm rồi bà không nhớ, là bà có quanh trở lại bà nhận để nhận xin đứa con là coi như là bớt giặc rồi đó, là mình Dạ xin chị ơi, con về. trước hết là chị em xin lỗi chị chút xíu này, là bên chị có bắt loa lớn không? Nếu chị có bắt loa lớn thì chị tắt cái loa lớn giùm em, bởi vì là bên em nghe nó hơi khó nghe đó chị. Nếu chị À có rồi bắt rồi rồi chị rồi bắt loa ngoài chị tắt giùm em nha. Dạ. rồi giờ chú nghe chưa? Dạ dạ đúng rồi, vậy nó mới nghe đó chị. Đó, Vậy chị giờ nói. tôi kể lại từ Dạ. đầu cho chú nghe nghe. Dạ. Rồi là tôi nói là như bà già bà sanh bà chị là năm năm 78, là anh năm năm 67, 1967 là năm Mùi, đến năm Thân là chạy giặc xong là bà mới bồng con xuống hầm bà trốn, mà dân người ta la quá trời quá đất, cái bà bóp mũi cho chết mà không chết, mình ta kêu là giết một người mà cứu bao nhiêu mạng người đó không chết. Là bắt đầu là qua sáng hôm sau là bà bồng lên trên 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 đường chùa, bà gửi cái chùa đó là tại là kêu là ở Quảng Nam, mà Tam Kỳ ngày xưa đó chú Dĩ biết không, Quảng Nam Tam Kỳ á Chị có nhớ là chùa đó, đó bà tên gì không? Tên là chùa gì không? chùa bây giờ bà già bà không nhớ, bà kêu thời đó chạy giặc rồi bây giờ cứ chạy ôm con lên mà gửi chùa chứ không nhớ là chùa gì hết, mà có chùa đó là toàn Ni Cô, như Ni Cô ở không chứ không có là không có sư thầy. Gửi gửi con trong đó được 3 ngày thì bà mới quanh trở lại, quanh trở lại bà nhớ quá bông, quanh trở lại xin thì Ni Cô không cho. Ni Cô bà già bà còn thấy đứa con ngồi trong đó, mà là đứa con thấy mẹ khóc mà bà Ni Cô bà không cho, thì bà mới đành lòng là bà đi nữa. Đi nữa là xong, sau này không biết giặc là chạy không biết bao lâu thì mới hết giặc, là về sinh trở lại. Thì bà Ni Cô bà nói là giặc bánh tới quá trời rồi, bây giờ hả máy bay mười mấy chiếc nó xuống nó hốt cái trại cô nhi viện đó hết rồi, chùa đó là cái chùa cô nhi viện giữ con nít đó đó, người ta gửi, ta gửi nhiều lắm, là máy bay xuống hốt đi hết rồi, bây giờ hỏi là đi đâu thì mấy bà Ni Cô trả lời không biết. Thì sau này người ta mới nói là nghe người dân người đó người ta nói là Ni Cô đưa đi là đi qua Mỹ, mà nghe nói là có một số máy bay bị người ta bắn Mỹ hay là diệt động gì đó không biết, là bắn rớt cũng hết mấy chiếc, mà không biết trong đó có bà chị chết hay là sống, bà đi qua nước ngoài thì mình không biết, mà liên lạc thì bây giờ không biết liên lạc cách nào, thì nhờ tướng Vĩ tìm giùm. Thì bà già bà gửi thì bà có ghi tên cha mẹ, Tên cha tên gì, tên mẹ tên gì chị? tên cha là Nguyễn Ngọc Trường, mẹ là Trịnh Thị Sự, còn con là Nguyễn Thị Mỹ Tâm, cái người con gửi Cái thời điểm đó là cũng mấy tuổi rồi đó hả chị? á. Thì sinh năm 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 Mùi là cho năm Thân, là coi như trong vòng 1 tuổi đổ lại thôi chứ không hơn nữa. Tội nghiệp ha. Giờ bà già lắm rồi chú ơi, bà buồn cái bà nằm bà suy nghĩ đến, mà bà kêu mấy đứa em á đi tìm giùm, mà lên cái gì chương trình gì đó mà tìm không ra đó chú, tìm cũng có người đó mà tìm không ra Chắc là như chưa hề chương có trình cuộc ghi gì đó. đó đúng rồi đó, lên đó tìm rồi nhưng mà người ta hỏi kỹ lắm, mà hỏi bà gửi ngày nào được chùa đó là tên gì bà đâu có nhớ đâu, cho nên người ta nói là ta tìm không ra. Cho nên bây giờ tôi thấy chương trình của chú hay quá, tôi nói với bà mẹ tôi nói thôi giờ để tôi vô được chương trình của chú Quỷ thì tôi kết nối rồi tôi điện tôi hỏi thăm rồi chú Quỷ tìm giùm cho mẹ. Bây giờ bả năm nay già lắm rồi cũng tội nghiệp, mong được gặp người con lại. Bây giờ ví dụ như chết thì mình không ấy, còn biết sống thì cũng tìm được mẹ con với nhau trong Tội nghiệp thời quá điểm ha, trong cuối. cái thời điểm đó thấy cứ thấy tội, có bóp mũi cho
bóp mũi để thủ tiêu luôn mà cuối cùng là không có cảm đó. giác Mà cái mạng của bà chị cũng rất là là lớn á chú chậm. ơi, mà bà bóp mũi cũng lâu lắm á, người ta la làng la đất lên, người ta kêu giờ phải giết đứa con đó, chứ bà để đứa con của bà là chết dưới hầm là đông lắm á chú ỷ, là chết biết bao nhiêu người, mà bà già đành lòng bà phải bóp mũi để cho đứa nhỏ chết mà không chết. Xong rồi ráng đêm tới sáng là bà bồng lên chùa bà gửi. Nếu là lúc đó chắc nó khóc dữ lắm ha, nó khóc quá đúng không? Khóc lắm, tự vì con nít xuống hầm nó ngợp với chú, khóc lắm. Chà. Nghe bà nói còn nhỏ khóc lắm, thành ra là thời đó chạy giặt mà nghe mà ồn ào là nó xả bom xuống là chết hết. Đó, bà kể vậy chứ lúc đó là chưa sanh tôi, tự vì bà già tôi bà sanh tôi, sanh chị tôi mùi, mà đến tôi là tới năm 1970 bà mới đẻ tôi. Là tôi là hết hết giặt rồi bà mới đẻ tôi. Bà chị tôi là 1967. Đó, cho nên bà kể thôi chứ còn mình không nghe, mà mình nghĩ cái mạng bà lớn. Với lại tôi coi bói á, là người ta cũng nói là tôi á, là năm nay cho đến sang năm là tôi có thể gặp lại là người người thân của tôi xa cách, nói là có hy vọng có khi nào tôi lên chương trình của chú tôi có thể gặp lại người chị của tôi đó, là người cô bói người ta nói như vậy nữa, nên tôi rất hy vọng. Dạ, được rồi, rồi để em sẽ đăng tải cái này. Còn hiện tại bây giờ thì chị ở đâu? Tôi là ở Long Khánh, Đồng Nai nè chú, mà như Dạ. chương trình của mình kết nối gì rồi mình có tốn tiền bạc gì nhiều không Dạ chú? không 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 có đâu chị. Không có đâu, em làm giùm thôi. À Dạ. à Dạ. vậy thì cái số điện thoại này là tôi đưa qua chú, là chú cái số này nghe. Dạ. Em sẽ lưu cái số này, nếu có thông tin gì thì em báo nha chị. Nếu mà À trước đây ai đã có từng từng nằm trong cái hoàn cảnh đó, ai từng ở cái chùa ở Quảng 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 Nam ha, từng ở Quảng chùa Nam mà Quảng Nam. tại tại dạ Tam Kỳ á chú, dạ bà còn nhớ là cái chùa đó là không có nhớ tên, nhưng mà nghe cái chỗ đó là kêu cái đường hay cái hẻm gì bà không nhớ, bà mới nhớ mẹ mại là cái gì Phương Nam đó, là cái chỗ đó là Phương Nam. Bây giờ bà Phương nói là Nam, lâu Phương quá Nam là rồi xã Phương Nam hay là huyện Phương Nam hay là chùa tên không Phương Nam? không hiểu, mà bà kêu là cái đó là cái gì tỉnh Quảng Nam mà cái gì Tam Kỳ đó, không hiểu. Tôi cũng bây giờ bà già rồi, bà nói mình thì mình không có như hiểu được cái đó, mà bà kêu là tại cái đó là cái đường hẻm hay là cái chùa Phương Nam gì đó bà không nhớ, mà người ta cứ nói là Phương Nam, Đường Phương mà Nam chùa đó hoặc là là chùa toàn Phương toàn Nam ha. Nico không nghe chú Vĩ. Toàn Nico không, mà giờ hồi nãy giờ tôi nói với chú là tên cha mẹ rồi tên bà chị á, là chú có Dạ ghi dạ cho rõ. có rồi chị, có rồi. Nói chung là khi mà chị nói là nó ghi âm vào trong này rồi đó, trong cuộc gọi chị kể làm sao thì nó À ra vậy đó. rồi Cho nên là cũng hy vọng là ai nằm trong cái hoàn cảnh đó thì sẽ liên lạc lại với Tuấn Vĩ. rồi mà ví dụ như ví dụ mà bả mà có đi qua nước ngoài cái đợt đó mà người ta đưa cô di viện đi vậy, rồi bây giờ có thể mình cũng có liên lạc được qua nước ngoài được không chú ha? Nói chung là cái bên mạng YouTube á, thì nó cái sự lan tỏa nó cả cả thế giới chị, thì hy À vọng là người đó nghe được, chứ còn cái sự mà lan tỏa thì nó rộng lắm. Và có đâu nước nào cũng nghe được hết trơn á, nước nào cũng cũng cập nhật trời ơi, tới. tôi ngày hôm qua tôi gửi tin nhắn được chú nhận tôi mừng hết lớn luôn, cái tôi kể cho con em út tôi nó nghe, cái nó kêu trời ơi bây giờ biết có phải kênh của ông Tuấn Vĩ không mà chị ba coi chừng bị lừa gạt đó. Tôi nói không có đâu, làm gì lừa gạt cái số của chú Tuấn Vĩ đàng hoàng, nói em thấy trời tin mạng ghê lắm á, coi chừng nó la tôi. Chỉ trừ trường hợp đó là trừ trường hợp là người ta đòi tiền đứng đưa người ta thôi, chứ còn Tuấn Vĩ thì mấy cái việc này Tuấn Vĩ làm phước thôi, chứ Tuấn Vĩ đâu có lấy tiền bạc gì đâu, đâu có lấy phí gì đâu mà sợ. Tự vì biết sao nó nói trên trên kênh của Thành Nguyên á, có cái một cái chị nào á đi lừa gạt tiền ai tùm lum hết, thì nó nói coi chừng á là chị ba mà vô mấy cái kênh tầm bậy không phải kênh của ông Tuấn Vĩ á, là trúng mấy cái người lạ người ta lừa gạt mình, nó nói vậy. Thì cũng tùy theo trường hợp chị ơi, tùy theo trường hợp. Hồi sáng ai á là tôi nhắn tin cho chú nhiều lắm, tôi không được gặp chú, tôi nói thế nào tôi không được gặp chú thì tôi phải đi gặp Thành Nguyên. Chứ bây giờ sao tôi nhắn tin hoài mà tôi thấy chú im ru, tôi nói không biết chú Vĩ có sợ mình cái gì không. Đâu có gì đâu, tại bởi vì là em cũng nhiều việc á, em không có kiểm soát được hết. Thứ thì nhắn ở bên bên Facebook, thứ thì nhắn ở bên fanpage, thứ thì Zalo, thứ thì Viber, đủ thứ hết trơn á, ở nước ngoài rồi nước trong, nên là em kiểm soát không có hết đó chị.
Rồi em Ừ. ghi nhận cái việc này nhé chị nha. Thì có thông tin gì thì em sẽ báo cho chị ha. Rồi rồi, vậy Rồi thôi rồi. tôi cũng chúc chú Dạ. sức khỏe nhiều Dạ nha. dạ ok chị tên Rồi, gì cảm chị ơn ha? chú. Chị tên gì ha? Tôi tên Thành. Dạ dạ ok chị. Rồi. Rồi rồi rồi. Dạ. Ừ.